thưa quý vị mới đây thông tin về đề xuất người ngực lép béo phì không được làm nhân viên hàng không đang gây xôn xao dư luận được biết đây là một nội dung thuộc dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn và việc khám sức khỏe để phân loại đi học làm việc các công việc cần yêu cầu riêng về khám sức khỏe của bộ y tế hiện đang trong quá trình lấy ý kiến người dân Cụ thể, dự thảo của Bộ Y tế đề xuất quy định chung về sức khỏe với nhân viên hàng không là có chỉ số khối cơ thể lớn hơn hoặc bằng 18 và nhỏ hơn 30, chỉ số vòng ngực trung bình từ 50% trở lên so với chiều cao. Ngoài các tiêu chí chung cho nhân viên hàng không nêu trên, với các nhóm nghề nghiệp chuyên ngành hàng không, dự thảo đưa ra tiêu chuẩn cụ thể, người lái máy bay cần có chiều cao từ 1,65m và cân nặng từ trên 52kg là nam, nữ cao từ 1,58m và cân nặng từ trên 50kg kg. Với nhân viên hàng không làm việc trong các bộ phận công việc khác, nam giới cần cao từ 1,6 đến 1,62 m và cân nặng từ 52 đến 53 kg. Nữ giới cần có chiều cao từ 1,54 đến 1,58 m và cân nặng từ 45 kg. Theo tiêu chuẩn y tế về chỉ số khối cơ thể, khi BMI dưới 18 là người gầy, thiếu cân, nếu chỉ số BMI lớn hơn 23 được coi là thừa cân, BMI từ trên 30 là béo phì độ 2. Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngay từ đêm qua ngày 13 tháng 7, vùng áp thấp ở vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo đêm nay ngày 14 tháng 7, áp thấp nhiệt đới có thể vào biển Đông. Cụ thể lúc 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới đã ở trên khu vực vùng biển phía đông đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ 15 đến 20 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngay vào đêm ngày 15 tháng 7, ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khai thác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Từ chiều tối nay và sáng mai, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực Trung Du, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông. Cục bộ mưa to đến rất to với lượng từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trong văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ lên kế hoạch đấu giá lần lượt 3 3790 căn hộ và hàng chục lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó có 4 lô đất vàng từng bị bỏ cọc. Theo tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cần thiết tổ chức kế hoạch bán đấu giá trước đối với các lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, độc lập với kế hoạch đấu giá 3790 căn hộ Việc đấu giá các lô đất này là để khởi động lại thị trường, sớm thu ngân sách. Trước tiên, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đấu giá 3 lô đất ký hiệu 1, 2, 1, 3 thuộc khu chức năng số 1 và 3, 5, thuộc khu chức năng số 3. Sau khi đấu giá thành công 3 lô đất này, các cơ quan sẽ triển khai lập kế hoạch chi tiết đấu giá 7 lô đất còn lại, gồm lô đất ký hiệu 38, 39 và 3, 12 thuộc khu chức năng số 3, lô ký hiệu 1, 5, 1, 6, 1, 9 và 1, 10 thuộc khu chức năng số 1 và lô 7, 1 thuộc khu chức năng số 7. Trong các lô đất kể trên, có 4 lô mà thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đấu giá thành công với hơn 37.000 tỷ đồng hồi cuối năm 2021. Riêng lô 3, 12 có giá kỷ lục là 2,43 tỷ đồng một mét vuông. Tuy nhiên sau đó, các doanh nghiệp chúng đấu giá lần lượt đều không nộp tiền sử dụng đất đúng thời hạn và xin bỏ cọc Ngoài các lô đất sẵn sàng đấu giá, khu đô thị mới Thủ Thiêm còn có 6 lô đất thuộc khu chức năng phức hợp thể thao giải trí 2C. Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố giao cho các sở liên quan điều chỉnh quy hoạch để phù hợp chọn phương án đấu giá hoặc đấu thầu. Bên cạnh đó, đối với hai lô đất ký hiệu 112 120 Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức phối hợp ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng để đưa vào kế hoạch bán đấu giá. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bán đấu giá toàn bộ 3790 căn hộ tại Thủ Thiêm. Đây là các căn hộ thuộc lô R1, R2, R3, R4 và R5 đã được Thủ tướng, Bộ Xây dựng, Ban Thường vụ Thành ủy chấp thuận chủ trương. Việc đấu giá các căn hộ được cơ quan này đánh giá có nhiều thuận lợi. Theo dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được lấy ý kiến sẽ thay đổi phân hạng giấy phép lái xe so với quy định cũ, tức sẽ không còn nhiều loại giấy phép lái xe như Luật Giao thông đường bộ năm 2008 hiện hành. Cụ thể tại điều 39 dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, giấy phép lái xe sẽ được phân hạng mới lại như sau. Hạng A2 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50 đến 175 cm khối. Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm khối trở lên. Hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ kể cả người lái xe, xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, máy kéo có khối lượng chuyên chở theo thiết kế không vượt quá 3.500 kg. Hạng C1 cấp cho người lái xe ô tô tải, máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế trên 3.500 đến 7.500 kg. Bên cạnh đó, những loại giấy phép lái xe được cấp theo luật giao thông đường bộ năm 2008 được đổi, cấp lại như sau: Hạng A3 C giữ nguyên và đổi cấp lại cùng hạng. Giấy phép lái xe hạng A2 đổi cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng A1. Giấy phép lái xe hạng A đổi cấp lại cho những người giấy phép lái xe có hạng A2. Hạng B đổi cấp lại cho những người giấy phép lái xe hạng B1 B2. Hạng D2 đổi cấp lại cho những người giấy phép lái xe có hạng D. Giấy phép lái xe hạng D đổi cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng E. Hạng BE đổi cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng FB2. Hạng D2E đổi cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng FD. Hạng DE đổi cấp lại cho những người có giấy phép lái xe hạng FE. Thưa quý vị, từ tháng 7 đến cuối năm, Bộ Tài chính cho biết sẽ thanh tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, dự kiến việc thanh tra sẽ hoàn thành trong năm nay. Đại diện Bộ Tài chính cho biết từ tháng 7 đã bắt đầu thanh tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm. Được biết với doanh nghiệp bảo hiểm Nhân Thọ có hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng, nội dung thanh tra tương tự với 4 doanh nghiệp công bố kết luận thanh tra trước đó. Bộ này sẽ kiên quyết xử lý trường hợp sai phạm trong lĩnh vực bảo hiểm. Theo quy định, quá trình thanh tra chưa công bố tên của doanh nghiệp thanh tra, sau khi có kết luận thanh tra, Bộ sẽ công bố cụ thể. Trước đó, tại kết luận thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm Prudential, Sunlife, BIDV, Medlife, MB, Agiat, Bộ Tài chính đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của đại lý tư vấn bảo hiểm và yêu cầu Tổng Giám đốc Doanh nghiệp Bảo hiểm xử lý nghiêm có văn bản báo cáo Bộ Tài chính. Hiện nay, thị trường Việt Nam có 79 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, còn lại doanh nghiệp như môi giới bảo hiểm, tái bảo hiểm.